Xin chào các bác nhé. Hôm nay em lại xin chia sẻ cho các bác cách tỉa dăm để định tay cho cây đào, cũng như là buộc các cái sắt bọc vỏ nhựa vào để tạo tán cho cây đào. Trước tiên vào uốn thì các bác cứ định tay bấm bớt các cái chỗ nó nhiều dăm đi để cho nó tập trung nuôi cái dăm chính. Sau khi định tay xong thì mình sẽ tiến hành uốn. Thì trước tiên thì các bác cố định cho cái dây thép mà mình đã chuẩn bị rồi thì buộc cố định vào, sau đó thì các bạn mới tiến hành buộc theo cái mắt của nó, để sau khi ngọn của mình, đào của mình đến đâu thì mình sẽ uốn theo cái dây thép. Người đền à? Đấy, sau khi uốn và chỉnh sửa cũng như tạo tay tán cho cây đào xong thì mình quay cho các bác xem đây. Thì video clip của mình cũng xin dừng ở đây. Chúc các bác xem video vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ cho mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.